all that I wanted, a bow in affection, I summon it. Cảm ơn các bạn vì đã xem hết cái video timelapse vừa rồi của mình nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm video timelapse bằng flycam và kể cả bằng các thiết bị khác. Cũng có thể tạo ra những góc quay giống như flycam thì mình sẽ nói ở cuối video nhé. Và các bạn lưu ý nhé, kể cả những con flycam không có chế độ timelapse tự động, máy ảnh hoặc máy quay phim, tất cả các thiết bị đều có thể làm được. Ở đây thì mình đang có cái thư mục mà mình đã quay sẵn bằng flycam, mình đã để sẵn lên đây để hướng dẫn. Và có 3 cách. Trong 3 cái đoạn video đấy, mình đã ghép đoạn đây là đoạn thứ nhất này, là đoạn mở đầu này, và đến đoạn thứ hai và đến đoạn cuối cùng. Và 3 cái đấy mình ghép thành một cái video cuối, đây là cái video ở đầu video bạn xem ấy. Cách thứ nhất, chúng ta sẽ quay một đoạn video bình thường như thế này. Đấy, nó sẽ có một đoạn video như thế này. Và sau đó chúng ta chỉ được tăng tốc thôi. Chúng ta chỉ được đưa vào phần mềm mà tăng tốc. Cái đó là phần mềm nào cũng làm được. Phần mềm DaVinci Resolve bạn có thể tăng tốc được, Movavi bạn cũng tăng tốc được, và Premiere bạn cũng tăng tốc được. Cái này thì rất là đơn giản rồi. Chút nữa vào phần mềm DaVinci Resolve mình sẽ nói về cái vấn đề này, vì DaVinci Resolve nó đang là phần mềm miễn phí. Và đó là phần mềm mà các nhà làm phim của Hollywood, tất cả các phim chúng ta xem trên màn ảnh ấy, hầu hết là đều chỉnh màu bằng DaVinci Resolve, và hiện tại người ta vẫn đang miễn phí cho chúng ta. Cách thứ nhất là như vậy nhá. Mình nói sơ bộ đến cách thứ hai, chụp nhiều bức ảnh trong khoảng thời gian nhất định nào đó và chúng ta sẽ ghép lại thành một cái video. Về nguyên lý ấy, những cái video mà chúng ta xem ấy là từ 24 khung hình trên giây, là từ xưa đến nay rồi. Đến bây giờ các thiết bị phát triển thì nó có thể chụp được nhiều hơn. Nhưng mà trong cái cách chính mà mình nói hôm nay ấy, thì chúng ta sẽ chụp rất là nhiều bức ảnh, chúng ta ghép vào một cái timeline. Thì theo mình đề xuất thì các bạn nên dùng timeline 24 frame rate thôi. Thì ghép trung bình 24 tấm ảnh này lại, nó sẽ thành một cái video trong vòng 1 giây. Và nó sẽ rất là chất lượng, rất là tốt. Để mình thử nhé, cái này mình chụp bằng flycam đây. Đó, khi ghép 24 tấm ảnh lại thì nó sẽ thành một bức tranh như này, mình tua nhanh ấy. Nó chính là cái đoạn thứ hai mà mình cho các bạn xem ấy. Là chính xác là ghép tất cả các bức ảnh này tại thành một cái video ngắn, và cứ vài giây lại chụp một kiểu. Và cái điều khác biệt là khi chụp như này thì chất lượng nó rất là nét, và nó cũng tốn ít dung lượng hơn nhé. Lưu ý trong cách này thì các bạn nên đứng im ở một chỗ, cho flycam đứng im một chỗ. Còn các bạn nào không có máy ảnh, không có flycam ấy, mà để chụp được một góc như này thì mình sẽ nói ở cuối video. Đó, chúng ta bước đầu tiên chúng ta phải đi thu thập những cái bức ảnh như thế này. Mình sẽ hướng dẫn luôn cách làm nhá. Cách thứ ba thì cũng tương tự như cách thứ hai thôi, nhưng mà nó khác ở một đoạn là cái video đấy nó sẽ di chuyển. Đây, nó sẽ di chuyển như thế này. Đấy, nó sẽ di chuyển hệt như vậy. Cũng bằng cách chụp ảnh, mình sẽ hướng dẫn luôn vào DaVinci Resolve nhé. Phần mềm mình tích hợp nhiều cái thế này. Đấy, timeline nó như thế này. Nhưng mình đang muốn hướng dẫn các bạn để làm timelapse nên chúng ta vào thẳng edit luôn nhé. Và DaVinci Resolve nó rất là tuyệt vời. Tại sao mình lại hướng dẫn các bạn làm bằng DaVinci Resolve chứ không phải Premiere? Bởi vì là Premiere chúng ta sẽ mất thêm một vài thao tác phức tạp hơn so với việc sử dụng Resolve. Và nếu các bạn đang sử dụng sẵn Premiere, các bạn có thể download cái bản miễn phí của DaVinci Resolve này về để sử dụng. Và nó nhanh như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn luôn, nó là như này. Thứ hai đây là cách chụp nhiều tấm một lúc bằng flycam nhé. Các bạn chỉ cần lấy những cái bức ảnh này và thả vào timeline như thế này. Đó, bạn thấy chưa? Ngay lập tức 106 cái ảnh này của mình này, nó thành luôn một đoạn video. Màn hình live view nó sẽ như thế này. Nó sẽ như thế này luôn. Nó tự ghép thành một cái video timelapse. Đây, khoảnh khắc mây nắng này. Rất là nhanh. Nên là nếu bạn đang sử dụng Adobe Premiere, bạn cứ thử download cái miễn phí DaVinci Resolve vào để bạn tạo cái timelapse này xem. Còn chỉnh màu của DaVinci Resolve vào thực tế nó phức tạp hơn. Nó có những cái bảng màu và nó những cái những biểu đồ đấy. Chúng ta phải học thêm nữa. Thì nếu mà các bạn chưa muốn học sâu về DaVinci Resolve thì các bạn có thể là chỉ dùng cái file này và vào cái bước export này. Đây là bước cuối cùng này. Có video này rồi thì chúng ta sẽ đưa nó ra. Nếu bạn muốn cho lên YouTube thì bạn chỉnh sang nền tảng YouTube và chọn cái file chúng ta muốn export ra màn hình chẳng hạn.
Đây mình sẽ làm mẫu một cái nhé. Timelapse chụp 5 giây một tấm. Đó, cho ra màn hình và cho vào app render pro. Sau đó mình start render. Thế thôi, nó rất là nhanh. Và đấy, trong quá trình nó render đây, hình ảnh rất là nét, bởi vì nó là chụp sau. Bây giờ nó đã hiện lên màn hình nhá. Nó chính là cái này. Mình mở cho bạn xem luôn nhé. Đó, 105 tấm hình chụp mà được 4 giây timelapse. Thực tế chúng ta có thể thay đổi được tốc độ của cái video này. Chúng ta có thể thay đổi tốc độ của nó bằng cách quay trở lại timeline và thay đổi tốc độ của nó bằng cách ấn tổ hợp phím Ctrl R. Chúng ta có thể thay tốc độ của nó chậm hơn một chút. Nó sẽ như thế này. Đó, tốc độ của nó còn 68% trong trường hợp chúng ta muốn ghép vào một cái đoạn video nào đấy cần nhiều thời gian hơn, và các bạn muốn cảm nhận được cái timelapse này nó lâu hơn. Đó, thì chúng ta có thể kéo dài thời gian ra. Làm sao để mình tạo ra những cái bức ảnh chụp liên tiếp như vậy mà khung hình nó rất là ổn định? Để làm được cái bước như này mình sẽ cần phải mở luôn cái file này. Mình sẽ bay lên trên này, bay lên trên cái vị trí như này, mình fix một cái góc này mà mình thích. Đó, bằng flycam. Đây, hiện tại nó chỉ còn 82% thôi này. Đấy, mình chỉnh sang chế độ manual để chụp ảnh nhé. Đây là chế độ chụp ảnh manual. Chỉnh từ cái ba cái dấu gạch của phần setting ở trên màn hình flycam. Con mà mình đang sử dụng hôm nay, con flycam mà mình sử dụng hôm nay là con Mavic Air. Thế cho nên là nó không có chế độ tự động. Thế nên mình mới phải nghĩ ra cái cách này, mà mình cũng phải tham khảo cái cách này để cho tạo nên cái đoạn video vừa rồi. Setting photo. Trước khi setting photo nhá, mình muốn nói là các bạn phải chụp định dạng ảnh là RAW. Bởi vì ảnh RAW nó dung lượng nó rất là cao và ảnh RAW chất lượng nó rất là tốt. Khi về hậu kỳ nó rất là nhiều chi tiết hơn là ảnh JPEG. Các bạn chọn ảnh RAW và nó cũng chỉ là đỡ tốn cái dung lượng bộ nhớ cho chúng ta. Và cái image ratio các bạn chọn cho mình 16:9. Bởi vì 16:9 nó là định dạng của video. Bình thường mặc định ấy, nó sẽ là 43. Mặc định của nó sẽ là 43 và cái định dạng video nó là 16:9. Chúng ta chuyển sang cái này thì về hậu kỳ chúng ta đỡ phải kéo giãn ra, nó sẽ làm biến dạng khung hình. White balance thì chọn theo thời tiết nhé. Lúc này đang rất mây mù. Lúc mình quay thời tiết này rất là mây mù. Về photo nhé, phần này quan trọng này, vì nó sẽ là chụp nhiều bức khác nhau. Mặc định thì flycam nó sẽ chụp riêng một tấm như thế này. Nhưng khi về photo này, này một photo thì nó sẽ có cái single shot là cái chúng ta hay chụp này. Thì chúng ta chọn thẳng đến interval. Interval đây nó sẽ có một loạt thời gian. Các bạn lưu ý cho mình nhé, Mavic Mini và một số flycam khác mà có cái chế độ interval này đều có thể làm được những cái video timelapse dạng chụp như thế này, chất lượng rất nét. Và mình chọn vào khoảng thời gian là 5 giây. Và tiếp theo, khi mà đã ổn định rồi ấy, mình chỉnh lại shutter speed. Đây các bạn thấy chưa, mình đã chỉnh shutter speed lên, lên cái mức độ cháy sáng vừa đủ để cho toàn bộ cái khung cảnh chủ thể nó được nét nhất này. Cái này thì mình để mình dừng lại. Cái này thì mình đã nói là cái video mà điều chỉnh thông số làm sao để quay nét nhé, chụp nó cũng tương tự thôi, trừ khi muốn phơi sáng. Đấy, bắt đầu mình setup xong, mình cho flycam nó đứng im một chỗ và nó cứ vậy nó chụp. Nó cứ chụp 5 giây nó chụp một tấm. Đấy, 5 giây nó cứ chụp lại một khoảnh khắc xe cộ đang đi lại này. Đây, sau khi chụp kết quả sẽ được như thế này. Kết quả nó sẽ ra bằng này. Ảnh chúng ta cho vào resolve. Thế là xong. Đây, mình sẽ xóa đi. Tiếp tục đến cách thứ 3. Mình nói ngược lại cách 1 nhé, để cho các bạn có thể là nhiều đoạn nào mới chưa biết được cách edit thì sẽ không biết tua nhanh tốc độ như thế nào. Thì mình vào nhá, cái này thì phần mềm nào cũng giống nhau thôi. Mình cũng quẳng luôn timeline. Đây, timeline nó sẽ như thế này. Việc cần làm của chúng ta sẽ cắt ra một khung hình ổn định. Với cái này các bạn lưu ý cho mình nhé, quay bằng cái timelapse này các bạn để chế độ tripod mode cho mình. Nhớ nhé, để chế độ tripod mode này. Tìm một khung ảnh phù hợp với cái video của bạn, ấn nút quay lên và các bạn bật tripod mode. Các bạn kéo hết ga cho mình sang bên phải hoặc đi thẳng. Bởi vì khi tripod mode, mình đã nói ở cái video lần trước ấy, là nó rất là mượt. Về hậu kỳ nó sẽ nhạt hơn rất là nhiều và lên video nó sẽ như thế này. Thì edit xong nó sẽ thành một video ngắn như thế này. Đây. Đấy, nó sẽ là như thế này. Tripod mode và kéo hết ga sang phải. Mình đã tripod mode và kéo hết ga sang phải đấy. Khi edit về tua nhanh tốc độ lên nó sẽ như thế này. Và để làm được video như thế này ấy,
Các bạn có thấy đây, mây nó đang rất là chậm nhưng chúng ta muốn tăng tốc độ. Mình sẽ fix một đoạn, cắt cái đoạn đầu không cần thiết đi. Mình sẽ bắt đầu cắt ở cái đoạn flycam nó bắt đầu di chuyển nhé. Đây, nó bắt đầu di chuyển rồi. Mình sẽ cắt ở đây bằng ấn cách tủa phím Ctrl B. Ctrl B nhé. Cắt ở đến đoạn cuối. Đây, đến đây là mình dừng lại này. Mình sẽ xóa cái đoạn cuối không cần thiết đi, bởi vì mục đích của mình chỉ lấy một cái đoạn đẹp nhất của video thôi. Để mình thu nhỏ tham lai lại. Đây, nó sẽ như thế này. Và tăng tốc độ. Tăng tốc độ có hai cách, chúng ta ấn phím R và chúng ta kích chuột phải vào chọn trên clip speed, nó cũng ra như thế này thôi, nhưng ấn R sẽ nhanh hơn. Đó, đây sự speed gốc của nó là 100 này, thì ví dụ mình cho lên 300 thì cho nó nhanh hơn. Change. Đấy, ô tô nó đi rất nhanh này, nhưng mình muốn nhanh hơn nữa như cái clip vừa rồi. Đấy, nó đã nhanh hơn rất nhiều, nó sẽ như một cái video này này. Sau khi tăng tốc độ lên khoảng 700 đến 1000, có nghĩa là tăng gấp 7, gấp 10 lần ấy, thì nó sẽ như thế này. Và lưu ý lại cho các bạn lần nữa là chỉ có để tripod mode thì nó mới ổn định như thế này thôi. Để normal mode nó rất là giật lắm. Ok, chúng ta sẽ đi đến bước thứ 3. Bước thứ 3 này thì chúng ta sẽ cho flycam di chuyển và chụp. Chúng ta sẽ chụp interval 5 giây giống như cách thứ 2 nhé. Khác biệt một điều là flycam di chuyển, cách này sẽ nâng cao hơn một chút. Mình đã chụp và cho nó di chuyển sang bên kia sông, nó sẽ thành một đoạn video như thế này. Đó, các bạn thấy không? Những bức ảnh được chụp lại trong quá trình di chuyển. Đấy, nó di chuyển. Và vừa đi nó vừa chụp 5 giây. Cứ mỗi 5 giây nó có một tung hình. 1, 2, 3, 4, 5. Vậy trung bình 25 giây là mình sẽ có một đoạn như vậy. Để chụp được cách này, các bạn chọn cho mình vào mục Tap Fly. Sau khi chọn Tap Fly, bạn tiếp tục chọn vào cái điểm mà bạn muốn nó bay đến. Tap Fly mục đầu tiên ấy, Forward ấy, cái mục đầu tiên là mục Forward. Ta có thể dễ dàng kiểm soát được cái khung hình về phía trước. Fix một cái đường phía trước, click thẳng tay vào màn hình ấy, bạn quét tay vào màn hình ấy, nó sẽ tạo nên một cái giống như cái ống ngắm ấy. Thì chúng ta nên chọn vào đường chân trời cho mình nhé. Nhớ chọn vào đường chân trời, chứ đừng chọn vào công trình hay vật thể nào cả. Vì khi chọn công trình và vật thể ấy, khi flycam bay những cái góc ấy nó sẽ di chuyển, cái góc nhìn của flycam nó sẽ bị đảo và nó sẽ đổi hướng ấy. Chúng ta sẽ hỏng toàn bộ cái đoạn clip mà chúng ta chụp. Thế nên nhớ chọn cho mình vào đường chân trời. Và trong quá trình bay, flycam của mình do gió nó đã bị lệch đi. Đây, đây đoạn này này, nó bị lệch ra 3-4 khung hình, sau đó mình lại chỉnh lại cho nó đi về phía trước như thế này. Thì chúng ta phải chọn ra những cái ảnh mà bị lệch. Đây, như này. Đoạn này này, đoạn này nó đang bị lệch này. Các bạn có thể thấy nhé. Ở đây ảnh chữ 212, 213 đến 216. Đến 216 là nó đã về quỹ đạo rồi. Bắt buộc chúng ta phải xóa đi, bởi vì khi vào khung hình nó sẽ bị ngoắt sang bên này. Nó không đẹp nữa, nó sẽ không thẳng. Chúng ta sẽ quăng tương tự cái đoạn timeline này vào. Đoạn ảnh này vào timeline, xin lỗi các bạn. Đây. Và resolve nó cũng tự ghép thành một video luôn như thế này luôn. Đây là giây phút mình sẽ nói lên cái cách mà mình làm video như thế này mà không cần phải sử dụng flycam, đó chính là chọn những góc cao để chụp. Chúng ta sẽ chọn những cái góc cao, sử dụng các thiết bị như máy ảnh, điện thoại và sử dụng các thiết bị khác để fix một góc cao ở trên cao ốc hoặc là trên đỉnh núi hoặc là trên tất cả những nơi cao có mây có trời, chúng ta cũng vẫn có thể chụp timelapse giống như cái cách mà mình đang sử dụng cái flycam đây. Và thế là mình đã kết thúc video hướng dẫn cách, ba cái cách mà làm video timelapse nhanh nhất dành cho flycam, máy ảnh và các thiết bị chụp. Nếu các bạn cảm thấy video này hữu ích, like, subscribe và để lại comment bên dưới cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.